còn mà cái ấn tượng ở ngoài đời thật luôn mà để mà khắc khắc sâu vô tới tận bây giờ luôn, khắc tốt ghi tâm luôn, là cái miệng rất là lớn. Cái miệng rất là lớn. Con cũng lên xe, con bắt rác con đi về, tự nhiên nhảy lên xe con ngồi luôn. Cái nói để em đưa chị về, nhà ngoại em cũng gần vậy bên đó. Cái tự nhiên lên cái xong rồi cái đâu cho về, cái gì đi luôn. Cô ơi, con tưởng như là trong phim Hàn Quốc đó cô. Con tưởng là qua con lấy hai vạch rồi anh sẽ ôm con xoay con vòng vòng như phim vậy đó. Cái con vô kì vú vú vú, tại vì con không tin, con thử thứ hai que vú vú có bầu rồi hả. Quay đi ngủ tiếp, trời ơi con hụt hẫng giống như kiểu hả, có bầu hả, có bầu, có bầu, đẻ đẻ vậy thôi. Con nói thiệt là một cái đài FM phát sóng là 24/7 chứ không phải 24/24. Còn mãi chưa bà ngủ không, nhiều khi ngủ bà vẫn nói đúng rồi. Còn dạ, lời nói đầu tiên cho con xin phép gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Bảo Ngọc. Con hiện tại 32 tuổi. Hiện tại con đang là ca sĩ tự do với nghệ danh là Liên Bảo Ngọc. Rồi, mời con. Dạ, thì con cũng xin phép là con được chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, về cũng toàn thể các quý vị khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Nguyễn Quang Vũ. Hiện con đang làm việc và công tác tại công ty xuất nhập khẩu Kim Yến. Con đang được đảm nhiệm vai vị trí là phó giám đốc của công ty. Con sinh năm 1994. Dạ, thì đang sinh sống chung vợ con ở Bình Chánh. Rồi bây giờ đi. Bây giờ trước khi chúng ta vào cái phần gọi là giao lưu đi, con là ca sĩ rồi, đúng không? Cho nên chú mời con có thể hát một bài để mà tặng khán giả chương trình Vợ Chồng Son được không? Tặng liền con. Dạ, con hát một đoạn. Đoạn đi con, một đoạn. Sau đây con xin phép hát ca khúc Môi Chạm Môi. Môi Chạm Môi, con đứng đây đi. Đứng đây đi cho đẹp cái dáng nè. Em thích được môi chạm môi, em thích được ôm môi tôi, nhưng em từ chối lời yêu để dừng lại vì không thích anh thôi. Nhiều người nói thích em lại không thích yêu nhiều người, nên lời là lần từ chối và lời sau những câu là lờ rồi. Khập mặt bắt bắt say, con đừng tin bất cứ thằng nào, bao lời ngọt ngào trên môi tụi nó nói mấy trăm ngàn lần rồi. Baby sẽ ra đi, không quên anh đâu, sẽ ra đi. Baby sẽ ra đi trước khi em bị mất lý trí. Baby sẽ ra đi, không quên anh đâu, sẽ ra đi. Không thích anh mà nhảy qua đi à. Hay quá. Con hơi nhí nhảnh. Xe ra đi trước khi em bị mất lý trí đó. Hỏi nhưng mà bài này là con có ra MV chưa? Dạ không phải bài của con. Con thì con có bài MV nhưng mà con hát dòng ballad, nhạc rất là buồn. Ủa sao con không hát cái đúng cái sở trường của con? Hang cầu đi, hang cầu rồi ballad đi. Từng đã nói sẽ tốt thôi, em chịu đựng sai lắm rồi. Em từng đã nói sẽ chẳng sao, nhưng em thấy em chẳng ổn chút nào. Vậy đây là bài của con, bài là em sẽ ổn thôi. Chị, nhưng mà bé này cái quãng rất là cao nha. Trời, hay quá. Cảm ơn chú. Có phải hồi xưa là nghe hát như mê cho nên là đi theo luôn đúng không? Dạ đúng. Đúng rồi. Cái nhân duyên mà từ đầu tiên mà con bị dính với lại vợ con đó chính là qua cái chương trình là chương trình gì đó? Dạ, Giọng Ải Giọng Ai. Giọng Ải Giọng Ai. Cái bữa đó thì con thấy tiện có cô cái cô con ca sĩ này nhảy không? Dạ đúng rồi, nhảy cái tiện thấy ôi cha, cá tính quá ta, mà nhìn cũng tiểu bị dính về gọi là cái hớp hồn, thấy cái à rồi dính xong thôi, rồi cuối cùng là hốt vậy. Ông Tư và Nguyệt đó, dạ, lúc đó con đang về. Dạ, đúng rồi. Cái bữa bẵng đi một thời gian sau rồi lại vô tình là quen biết được. Thật sự là cái duyên tới là con đi đánh cầu lông xong rồi bạn của chồng con làm cổ đông chung mới dắt lên, thì tụi con cũng đã lướt qua nhau, xong rồi bữa tiệc đó ở trên quán đó là bữa tiệc cũng sinh nhật của bạn con, cũng lướt qua nhau, mình không biết gì về nhau. Xong rồi sau này cái gặp lại nhau đánh cầu, lúc đó còn gọi con bằng chị đó cô. Bé nhỏ con 2 tuổi. Dạ, cái xong rồi cua cũng dai lắm, rất là chịu khó. Cái đó là cách đây bao lâu rồi? Dạ, cách đây 3 năm. Mà cua con trong bao lâu? Cua con trong 1 tháng. Trời lâu quá. Lần đầu tiên con gặp chị này đó, Là con ấn tượng gì về chị này? Về cái ấn tượng đầu tiên thì là giống như hồi nãy con có kể là gọi là ở trên truyền hình thôi. Thì đúng rồi. Còn mà cái ấn tượng ở ngoài đời thật luôn mà để mà khắc sâu vô tới tận bây giờ luôn, khắc tốt ghi tâm luôn. Là cái miệng rất là lớn. Để mà giống như là trên sân cầu á, đánh thì không bao nhiêu hết mà phải la thì nhiều. Bà Hải đúng không? Lên cầu, cầu với cầu mấy đó. Đâu quên chúng không? Đánh thì cũng trúng, la thì la thì nhiều. Con dính luôn từ đó, tại dễ thương, cái sự dễ thương. Bây giờ còn đánh cầu lông không? Dạ, tại vì chúng con mới sanh em bé nên hoãn lại rồi. Dạ, lâu rồi con. Dạ, em bé của con mới 7 tháng. Nhưng mà cái lúc đó là con đã đi hát nhiều chưa? Dạ, con đã đi hát rồi. Dạ, xong rồi cái con mới gọi là cái đi thể thao với cả mình xả stress. Nên thành ra là vào sân cầu là con la dữ lắm. Con ấn tượng gì đó mắt của ổng không? Dạ không, con ấn tượng là mặt
đồ thể thao rất là đẹp, nhìn đúng cái con thích là con để ý body của người ta vậy. Để ý body. Bắt đầu chính thức là thích luôn á, là buổi tối đó là gài kèo đánh độ xong thua độ, rồi buổi tối đó thì đi nhậu chung để chung độ. Thì bắt đầu là ngay buổi tối hôm đó là kiểu được đẩy thuyền. Em muốn lái chị, em muốn lái chị ve. Thì ông kia ông hát cái mình ok, tự nhiên mình khắc vô em muốn lái chị luôn. Xong rồi về cái mới đầu là chồng con mới bắt đầu là chơi game, hỏi tại con cũng thích chơi game lắm. Hỏi con là chơi game gì, con thì lúc đó con chơi game bắn súng. Còn ổng thì chơi game Liên Quân. Đó cái giờ cái con nói giờ con không biết chơi Liên Quân, cái ổng tự âm thầm ổng tải cái game bắn súng về để ổng chơi cùng con. Đó là mỗi ngày cái chị lên chơi game không, ngày nào cũng ở nhà đó chơi game với con từ sáng tới tối. Trong game cứ chọc suốt gọi bằng anh đi, gọi bằng anh đi, con nói không bao giờ, 800 năm nữa con cũng không bao giờ con yêu. Mà lúc của con dính luôn. Tối hôm đó có nghĩa là một cái tiệc sinh nhật của cái quán chồng con. Thế là chồng con rủ con đi, xong mới là con còn trôn chồng con nữa, con nói giờ con không đi. Chồng con ngày hôm đó hả, đi cắt tóc bảnh bao rồi để mà diện lên. Lúc cuộc con ghẹo con không đi, cái lên mặt buồn hiu à. Nhưng mà sau lúc đó con lên, cái chồng con thấy con wow lên rồi. Là sau tối hôm đó là chồng con không cho con về luôn chú. Bạn con kêu bây giờ mày đi về đi nha. Tại vì bạn con thật sự rất là thương con. Bạn con nói là tao không muốn mày quen Vũ, tại vì Vũ đào hoa lắm mày sẽ khổ. Tại vì bạn con biết cái tính của con thương ai, con thương rất là nhiều. Mà bạn con biết là ông này muốn cù cò. Cái rồi bạn con nói đi về nha Ngọc, đi về cho tao. Mà đêm đó cái con chấp nhận dạ, khổ luôn. Không mà đúng cái con xỉn vậy. Cái con leo lên em cứ bị hấp tấp á. Em cứ bị hấp tấp á. Em cứ để cho cháu nó từ từ nó sẽ nói cho em nghe là chuyện nó sẽ như thế nào. Dạ rồi con cũng lên xe, con bắt rác con đi về. Tự nhiên nhảy lên xe con ngồi luôn. Cái nói để em đưa chị về, nhà ngoại em cũng gần vậy vậy bên đó. Cái tự nhiên lên cái xong rồi cái đâu cho về. Cái gì đi luôn. Đi luôn. Đi xa luôn. Đi xa. Tự nhiên đi luôn hốt luôn. Là đêm sao hai đứa nhìn nhau rồi sao? Mắc cỡ lắm cô chú. Mắc cỡ mà xong rồi đi bộ đi ra xong rồi ăn phở rồi xong con nói thôi về đi có tay. Tự nhiên im ru luôn, con cũng nói chuyện luôn tại con bị quê. Được cái là chồng con không có sang chấn tâm lý luôn hả hay sao mà con không nói chuyện. Dạ tiện con bị sang chấn tâm lý thiệt. Tiện qua ngày hôm sau là con thấy lóc Facebook con. Đó là xóa bạn xong rồi hình như là không nhắn tin luôn. Im ru luôn, ok thích im cho im, đang cần khoảng không gian thì nói vui thì thích im cho im. Nhưng mà con biết chắc cũng cần khoảng thời gian. Thì xong rồi thì con cũng chỉ im lặng thôi. Cuối cùng ai là người coi như là kết bạn lại hoặc là mở Facebook lại? Xong rồi con mở Facebook ra cái cũng ngoan cố kết bạn lại, xong rồi like hình con à. Cứ like nhưng mà được một cái là tự nhiên lúc đó con cũng cảm giác thích, là tại vì con thích một người đàn ông đừng tấn công con quá. Sau cái đợt đó cái bẵng thời gian con like xong rồi nói chuyện rồi đánh cầu lông, xong rồi vẫn đánh cầu lông xong về. Nhưng mà con nhớ rồi, thì cái lần sau cái đêm hôm đó, cái lần tiếp theo là con rủ thẳng về nhà luôn. Thì nó xong rồi thì con rủ thẳng về nhà. Con hốt về nhà luôn thì con hốt về nhà luôn đấy. Tối nay qua thì mình chill với nhau một tí. Con dẫn về cái tổ ấm của con để cho người ta biết là nhà con như thế nào. Thì hai vợ chồng bắt đầu đánh bài, uống quắc cần câu rồi vụ con xỉn không à. Vụ con xỉn vậy đó chứ mà lúc mà không xỉn là rất là tịch. Thì đó vì sao là có dọn qua ổng ở luôn không? Dạ hốt con luôn. Không luôn. Dạ, là coi như là sống thử với nhau luôn đó. Dạ đúng rồi, sống thử luôn. Rồi sống dạ. Thử vui không? Thật sự. Có gây nhau gì không? Cũng chẳng biết là như tụi con nói chuyện được với nhau. Ở đó, ok dạ. Nè. Nên là cũng ít gây nhau nhưng mà cũng sẽ có gây nhau. Tại vì chồng con lúc đó khi mà làm trên cái quán lao đó là công việc về nightlife. Cứ đi lên đó tiếp khách uống rượu rồi xong đi về khuya. Thành ra cứ như vậy hoài cái con không thích. Con ghen gì phải không? Có dạ, ghen không? Thứ hai nữa là về sức khỏe nữa cô. Nên thành ra là cứ cãi nhau hoài. Mà chồng con thì nói cái đó công việc của anh không từ bỏ được đó. Nên đó sẽ là một cái vướng mắt tụi con cứ cãi nhau hoài. Cái đỉnh điểm cãi mà lớn nhất là cái lúc nào đâu? Dạ, là vấn đề gì? Đập banh cái điện thoại luôn. Ai đập? Đây. Nhưng mà lý do gì? Tại vì con kêu về cái xong rồi ông không chịu về, cái con nhảy động đập hả con cũng cái miệng con đó là hét giống như hét đánh tụi con con hét cũng chịu. Trời, cái mỏ mà hổn lên con. Mà giống như là tính con là cái tính cũng nhẫn nại mà mình đã nhẫn nại quá rồi. Cọc con bị cọc là tức nước vỡ bờ. Cái đỉnh điểm đầu tiên là giống như là ngọn cái núi lửa nó phun riu riu. Còn cái ngọn núi lửa mà nó phun tuôn trào luôn là ở trên Đà Lạt. Là cũng lên quán của mấy anh cổ đông làm chung với con, nhưng mà mấy anh đó thì ở trên một cái quán trên Đà Lạt. Cái cũng chẳng nhớ là xảy ra mâu thuẫn vì cái vấn đề gì nữa. Thì cái bắt đầu từ quán ăn đi lên tới quán của mấy ông anh con thì vẫn nói rồi. Trên xe là đã cãi rồi, lên tới quán bắt đầu ngồi mình uống mà cũng ngà cũng là cái điệp khúc nó hoài. Xong bắt đầu cãi cái nó bị đi về thôi, không này nào cãi tới cái luôn. Bắt đầu giờ sao đánh mặt cái mặt đâu thể hiện nói sao nói sao bật cái bộ cái mặt cái mỏ cái sao không đánh đi đó cái này mới được 3%. Bây giờ này con phải mở luôn cái volume đi bằng với cái cường độ giống như mỗi đi rồi nè. 2 biến hình con nói thì mày sao mày ngon mày đánh tao đi mày ngon đánh tao nè ngon được 60 rồi cái 100 thì nó còn không biết dữ nữa cái chữ ngon dễ thương á ngon
Dạ cái lúc này là cái lúc này là con hay dễ thương là mới 60 thôi, còn con thấy ghét thôi. Ủa nếu mà lúc đó là con có giá không mà giá có giá một cái bóp có giá liền giá ngộ luôn, giá là cái giá ngộ luôn. Xong rồi con có về không? Xong rồi con bỏ về không? Bỏ về xong lát sao con phải gọi điện mát mẹ vợ xin lỗi. Dạ sao rồi đêm đó có tha thứ cho nó không? Dạ thật sự may mắn tính con cũng quên lắm, sáng ngủ dậy cái bình thường lại đó. Chứ con cũng không phải là giận dai, tại vì con cũng suy nghĩ là con cũng mỏ hổn quá thì người ta mới đánh. Tự biết đúng không? Dạ, không đúng, con bé nó biết suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Sau cái cú tán đó là bao lâu là cưới? Dạ sau cú tán đó chắc một năm sau á cô. Cưới con bé liền không hay là? À tụi con thật sự là cũng có dự định là quyết định cưới trước quyết rồi. Quyết định cưới trước rồi nhưng mà cũng cưới. Chẳng biết trời cho em bé rồi. Có trước khi cái có em bé xong rồi mới cưới vậy. Dạ đúng rồi. Cái hôm mà nghe tin biết tin của em bé thì cảm xúc tụi con sao? Trời ơi cô ơi, con tưởng như là trong phim Hàn Quốc á cô. Con tưởng là wow, con nói hai vạch rồi anh sẽ ôm con xoay con vòng vòng trong phim vậy đó. Cái con vô kiểu vú. Tại vì con không tin, con thử thứ hai que. Vú có bầu rồi. Hả? Quay đi ngủ tiếp trời ơi. Con hụt hẫng giống như kiểu hả có bầu hả? Ừ có bầu. Đẻ vậy thôi. Tại vì chồng con đã có một cái tư nghiệm nhiên là phải thấy nó có gì gọi là hốt hoảng. Rồi thôi bây giờ tới cái phần kia đi. Đây rồi giật mặt á. Dạ có tập 6. 6 tiếng ngủ với lại ngáy rất to. Ngáy rất to. Dạ. Con ngáy nó đâu có kiểm soát được đâu. Không phải bệnh thi thoảng thôi. Ngáy thì không phải là tật xấu đâu con, coi như là cái tật đó là không gọi là ngoài ý muốn. Không biết. Bây giờ nãy nói cái tật xấu là cái tật ngủ. Vậy thì cái ngủ của ổng nó xấu thì sao? Ví dụ mà tới sáng mà tự phải dậy mà kiểu tới giờ đó mà con gọi thì phải con từ từ thôi. Giống như là con phải nhẹ nhàng giữ dậy nha, dậy. Ví dụ nó anh biết rồi là con im. Chứ còn hồi xưa con không biết nó giữ vô nha. Mất quá. À vậy là không thích nó bị mất hồn con ơi. Dạ. Nó đang ngủ mà. Cái hồn nó chưa trở về. Đúng rồi, có những người vậy người ta đang ngủ ngon là dậy. Trời ơi, nó đừng có giỡn luôn á. Con nói điên rồi. Con gọi vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, nó cọc là đúng rồi. Đúng rồi. Rồi giờ mong muốn Vũ thay đổi gì? Dạ là sẽ ráng tập trung cho tương lai và sự nghiệp để hai vợ chồng phát triển giống như hai vợ chồng đã từng ao ước là triệu phú. Hello đó cô, nhưng mà kệ ước đi cô. Ước gì mới không ai có cản được ước mơ của mình hết. Đúng rồi. Cứ ước đi con. Rồi, tới Vũ đó con. Cần tới tay con rồi đó, con phát đi. Bonjour, hello. Đầu tiên thì chắc nói rất nhiều. Đó, nói nhiều hay rồi. Làm lố. ví dụ lên, ví dụ như giống như con của con thì chỉ cần mà hành động gì đó thôi. Trời ơi kìa. Trời ơi, ngồi xuống mà chỉ cần nó sượt tay. Trời ơi anh coi Vũ, coi kìa. Sợ con té hay như cái nào gì cũng là bị hơi quá vấn đề lên. Rồi bừa. Rất bày. Đó, bừa bộn thôi, chấp nhận cái bừa bộn là bày lắm luôn. Bày là người dọn hả? Dạ đúng rồi. Con là làm đâu gọn đó, xong là phải giống như ăn uống chén dĩa rồi nọ là tô ra tô, dĩa ra dĩa, mặc dù chưa rửa nhưng mà phân rõ ràng, xong muỗng nĩa là để một bên. Tại vì mình rửa, con rửa hoặc vợ rửa thì khi mà thấy cái đống chén như vậy thì nó gọn gàng, nhìn nó cũng đỡ lười. Con đang dọn, con đi làm về, con dọn mà tính con khi mà con khó chịu con chỉ im lặng thôi. Thì khi mà mình dọn mình cũng đang khó chịu rồi mà trời anh làm gì mà hành hòn không? Con lại mẹ, con dọn con mệt lắm rồi mà mẹ còn nhằn nữa. Đúng không cô, mình làm mình đến thêm việc rồi. Thì mình dọn mình vẫn nói cho anh làm gì mà anh hầm như cái đống ướt vậy đó. Mình bật nhưng dọn vẫn phải dọn. Thì nghĩa là về nhà là cái máy nó cứ ra rã vậy mà. Nhưng trời ơi con nói thiệt là một cái đài FM phát sóng là 24/7 chứ không phải 24/24 không. Mãi chưa bắn ngủ. Không, nhiều khi ngủ bà vẫn nói. Đúng rồi, nhiều khi là rồi bây giờ nè, có điệu không? Có đi ra đường, có ăn diện đồ cho nên khiến con là người đòi hỏi gì hơi con cái việc đó. Cái tật xấu là không chịu điệu. Trong con điệu hả? Dạ đúng rồi. Ủa sao tiên con bị phản đam vậy? Tại vì con năn nỉ vợ con phải điệu thì có nghĩa là con phải điệu hơn vợ. Dạ đúng rồi. Con không điệu lắm hả? Dạ đi ra đường là lâu hơn con luôn á. Nhiều khi con make up vậy này chứ mà con lẹ ăn ổng đó. Rồi lúc con mới quen nó, trời ơi con thấy buổi tối đêm đó mà hốt con có thấy trong nó có cây sông dưỡng. Sông dưỡng ngồi với cây chen chen phước điểm, nó thủ chi mà điểu vậy. Còn là lúc nào con cũng thủ vậy luôn, thì hồi xưa là con luôn thủ trong người. Tại vì cái khoảng thời gian đó con làm live thì cái gương mặt nó cũng hơi bị gọi là vết thâm rồi này nọ, mụn rồi cái kiểu, thì lúc nào cũng phải thủ cái chen phước điểm để mình che mình tự tin hơn. Bây giờ rồi còn cái đó không? Dạ còn đó. Còn bữa nay đi có che không? Dạ có luôn. Nãy vô make up ai đâu hơn. Dạ con tự make up ở nhà rồi. Mà chồng con? Dạ chồng con ở nhà, còn nói bây giờ mặt anh sao? Cứ đòi con make up nữa, con nói thì lát anh lên nhờ. Con nói lát anh lên anh nhờ anh cho nó make up cho anh chứ giờ anh đi chải phấn sao. Mới thôi đó cô. Thôi giờ mong muốn có điều gì?
Con có một cái mong muốn thì vợ con gần đây đã đang đồng hành cùng con thực hiện được rồi, thì đó là mong muốn là vợ con thay đổi về tư duy, về cái sự điềm tĩnh, thì vợ con đang làm được rồi. Thì tư duy để mà mình cùng nhau mình phát triển với nhau, mình cùng hướng tới một cái tương lai, thì con chỉ mong muốn vợ con vậy thôi. Vũ có cầu hôn con, cái hôm mà Vũ cầu hôn con á là có nói một cái lời nào mà nó âu yếm hay là chưa luôn? Dạ chưa, con cậu nói là có gì đặc biệt chứ hả? Dạ, bởi vì con nói là phải nợ lại. Thì còn đang đây còn đang thiếu, con có muốn trả trong bữa nay không? Yeah. Vũ, dạ. Có làm được không? Con thì con cũng có cái đam mê, con sở thích con, đam mê con cũng thích rap thì chắc là cho phép con. Rồi, yeah. Ok. Anh ca không hay, anh đàn nghe cũng dở. Quang Lê nói như vậy đó nhưng vẫn hát cho em, hát thật lòng nghe cũng đỡ. Hát cho em cả bầu trời hy vọng đã vài lần anh tưởng vỡ. Bất kể khi nào em muốn về, cửa trái tim anh vẫn mở. Người ta nói người con gái đi bên cạnh, đó là món trang sức quý nhất à. Thế nên anh lấp lánh, nhưng vẫn không thể nào bằng mắt em. Có lẽ điều tệ nhất là mất em, nhưng mà anh sẽ không ngốc vậy. Ít nhất là ngay trong lúc này, cổ áo anh luôn nghe mùi thuốc lá, hòa với một chút mùi nước hoa. Đôi khi là dấu môi em trên đó, đôi khi là hương tóc em tối qua. Em thường nói anh ơi đi chậm lại, khi ngang qua con đường nhỏ có hoa, để tay anh xíu em ôm chặt lại. Sài Gòn nay như chỉ còn có ta. Dạ. Hay quá. Trời cưng quá. Anh gì? Rồi cảm ơn hai con hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Chúc cho hai vợ chồng công việc sẽ phát triển hơn nữa. Dạ. Sẽ là những triệu phú trong tương lai. Em tên là Trương Trọng Thắng, năm nay là 32 tuổi. Nghề nghiệp là nhân viên địa ốc. Tháng 32 tuổi thiệt á hả? Dạ. Em có khai mang không? Dạ không chị. Nhìn vậy trẻ quá. Nhìn em giống như là 21, 22 á, đúng không Thuận? Đúng vậy. Ừ. Dạ. Còn em? Dạ em là Nguyễn Thị Thanh Tâm, năm nay em 24 tuổi. À, Tâm là 24, còn Thắng là 20? 32. 32, yeah. Nghĩa là trên lệch nhau chỉ có chút xíu tuổi thôi. À, thế là Tâm và Thắng quen nhau khi nào? Tình cờ một dịp em lang thang trên mạng, một cái trang mạng xã hội nói, thì em thấy nick của bà xã nghe cũng hay hay, đó là Tiểu Thư Tập Yêu. Cho nên là em mới add nick làm quen thử. Thấy ảnh làm quen thì em cũng trả lời như mọi người thôi. Xong rồi tụi em mới hẹn hò nhau đi coi kịch Người Vợ Ma hay lắm. À, cái em biết cái kịch Người Vợ Ma của ai không? Của chị Hồng Vân. Dạ, của chị Hồng Vân. Em rất là thích cái vở kịch đó. Anh đã coi cái kịch đó 5 lần rồi. Ồ vậy đó hả? Dạ. Em đi coi với bà xã của em. Dạ. Không có mấy lần trước cũng là bạn gái nữa chị. À, có nghĩa là... Dạ. Chắc là chờ chị hố hả trời? Hố hàng. Có nghĩa là cứ mỗi lần đi coi với bạn gái là dẫn đi coi. Lần đầu tiên thì em đi coi với lại gia đình. Lần thứ hai thì thấy hay quá thì mới rủ những bạn đồng nghiệp trong công ty đi xem. Lần thứ ba thì với là cô bạn gái thứ hai. Thứ tư thì với cô bạn gái thứ ba. Trời ơi. Bà xã cuối cùng là thứ năm. Em lúc mà lần đầu tiên gặp mới chết ngày thứ hai là hẹn đi, xong rồi hôm đó em đi diễn, em hẹn ảnh là anh tới trước có gì em diễn xong em chạy qua đó luôn. Cái ảnh qua trước em tới, em điện thoại cho ảnh là anh ơi em tới rồi, dạ anh đang ở đâu? Cái anh mới nói là em đang ở đâu, em đứng cho nó đi ra anh lại. Giờ tắt máy xong cái em thấy có một người đi lại, trong bụng em nói trời sao mà sớm dữ vậy, không có được đẹp như là trong hình. Cái xong cái em nói giá trời đừng phải là người này nha. Rồi cái sao em quay mặt em lên á, cái ảnh lại ngay em, anh hỏi tên xong hai đứa mới đi chơi bowling xong rồi bắt đầu mới vô xem kịch. Ủa vậy chứ em làm em làm nghề gì ạ? Chứ em làm diễn viên múa. À diễn viên múa. Vậy là tụi em quen nhau qua mạng. Dạ. Quen được bao lâu á thì là đi chơi bowling với lại đi coi Dạ chắc ngày trước ngày sau đi. Em chỉ nên là hơi bị sốc người ấy không như là cái suy nghĩ của mình. Dạ. Đúng không? Em. Dạ. Ấn tượng ban đầu của vợ em dành cho em đó là sến. Dạ. Vậy thì em ấn tượng ban đầu về vợ em đó là gì? Ở ngoài thì cô ấy rất là cao ráo, thể hình rất là sport. Em nhìn là em thích liền, thích ngay từ đầu luôn. À. Rồi sao? Cũng lỡ hẹn rồi thì xong rồi tụi em vô coi kịch mà lại là kịch ma nữa. Em cũng rất là sợ ma. À, ngồi ngay cái máy lạnh chĩa xuống rất là lạnh luôn nữa, lâu lâu cái sợ quá cái giật mình cái đụng ảnh cái cái lúc mà vợ em á sợ giật mình đụng em, cảm xúc em sao lúc đó? Em cũng muốn là choàng qua để ôm che chở đó. Che chở ôm cổ, nhưng mà đó là lần đầu tiên gặp cho nên là sợ là người ta sẽ nghĩ là mình lợi dụng. Đúng. Cho nên là cứ ngồi im ru. Dạ, ru luôn. Dạ. Coi như hôm đó là im ru thôi chứ. Dạ. Không có vấn đề gì. Im ru. Thì nó cứ mỗi lần sợ cái chọc, cái sợ chọc cái mà hai đứa cứ vẫn im ru. Hai đứa cứ cạo qua cạo lại. À. Thành ra là rồi đến lần đi chơi thứ bao nhiêu thì hết em ru. Lần thứ hai là hết em ru là đi đâu? Lần thứ hai là đi xem phim. Phim gì? Hai phim hành động với phim ma. Nữa phim ma nữa hả? Chiều nữa, chiều phim, đây đi là đi coi phim ma mới. Để cả nữa. Sau cái buổi coi kịch ma đó. Dạ, thì bao lâu thì mới đi coi phim? Dạ ngày hôm sau luôn. Ngày hôm sau luôn? Hai bạn chậm này được hả? Cái là chậm quá. Dạ cái khoảng 7-8 giờ
gì đó, anh tới rước em sửa soạn từ chiều. Cái bữa đó trời mưa, anh nói là ngập nước qua xe đi không được. Cái em cảm thấy tức quá, từ chiều giờ mình sửa soạn mình ngồi đợi cả buổi mà giờ giống như là không được đi nữa. Bữa đó là em rất là cố gắng để mà vào nhà của vợ, nhưng mà mưa ngập lên láng luôn, xe mà đi vô đó là chết máy thôi. Rồi bao lâu thì hai chị bao em lâu đi thì coi rút phim? Nước dạ thì em kêu anh đợi rồi em kêu em chở ra hai đứa đi coi phim. Vô coi phim mới đằng sau cả làm sao. Trời ơi em hỏi sao lạ liễu quá vậy. Lúc đó cũng là do hoàn cảnh thôi anh. Cái rạp phim đó là cái rạp phim tư nhân, cái lúc đó là trời mưa cho nên là quán vắng lắm, chỉ có hai đứa. Lúc đó là giống như là cơ hội tới xem phim ma, thì lúc đó là bà xã cũng sợ, thì lúc đó là hai đứa cũng lạnh, vừa lạnh mà vừa ướt nữa, cho nên là kỳ này là càng mạnh bạo hơn. Bà xã thì ngồi dựa sát vào em, thì em choàng qua em ôm, thì thấy cô ấy cũng không nói gì. Rồi em mới tiến tới là nắm tay, cũng không nói gì. Còn gì nữa? Rồi thấy vậy cái em làm luôn là... Làm luôn là cái gì? Không có là ôm hôn. Ờ, tại vì nó phải rõ ràng, cả tiếng Việt mình nó phong phú lắm, từ làm luôn ai biết làm gì. Cái thấy ảnh ôm em xong ảnh hôn thì cũng cảm giác rất là ấm áp. Ảnh thì nhỏ con nhưng mà được cái là vòng tay rất là ấm. Dạ, ảnh xong là thấy ấm quá thôi để luôn. Em à, dạ. Rồi cái lúc đó em có tranh thủ tỏ tình luôn không? Thấy hôn á, cô ấy cũng im cho nên là lúc đó là em mới nói là em đồng ý là bạn gái của anh nha. Thì mới nghe một cái lời đáp rất là ngọt ngào. Dạ. Dạ luôn. Vậy thôi dạ đó luôn. Hả? Ừ. Dạ, có nghĩa là câu chuyện tình của hai bạn là một câu chuyện tình rất là lâu, lâu ngày. Quen nhau xong đi coi kịch. Mà nếu viết tiểu thuyết thì chỉ có coi như nửa trang thôi đó. À, cái nghĩa là đi coi kịch xong rồi đi coi phim, rồi thế là quen nhau. Dạ. Rồi sau đó thì bao lâu lấy? Khoảng 6 tháng. Trong cái khoảng 1 tháng đầu tiên á, thì hai đứa gặp nhau thường xuyên, đi chơi ngày rất là vui. Ngày nào cũng gặp hết, vui lắm. Từ lúc quen tới bây giờ luôn là chỉ có 2 ngày là không gặp nhau thôi. Vậy hả? Lúc mà quen ảnh á, toàn là em tới rước ảnh không à. Anh không có rước em. Thì anh nói với em là em ơi thôi giờ hả, công ty anh ở quận 3, nhà anh thì quận 10, em ở Bình Tân. Nếu mà anh làm xong anh đi về anh tắm rửa, anh qua nhà em chắc khoảng 7-8 giờ. Bây giờ xong rồi mình phải chạy ra quận nhất mình chơi thì nó mất thời gian lắm. Anh nói thôi giờ em qua nhà anh em rước đi, rồi hai tụi mình có thời gian đi chơi nhiều hơn. Cứ thế là ngày nào em cũng tới rước. Nghĩa là từ lúc yêu nhau cho đến lúc lấy nhau cho tới bây giờ luôn đó. Nghĩa là chỉ có 2 ngày là hai bạn không gặp nhau thôi. Hai ngày đó giận. Giận sao? Bữa đó đang chở nhau đi chơi, cái anh kể về mấy cái cuộc tình trước của anh. Cái anh nói là mấy người trước bỏ anh không à. Anh nói với em là cho dù sau này anh với em mà có chuyện gì đi nữa, chia tay hay là gì nữa thì anh cũng có buồn nữa. Hỏi chị mà bạn trai mình nói câu đó làm sao mà không buồn được, đúng không? Tự nhiên đang quen mình mà đi nói câu đó. Tại vì á em quen trước đó là hai người rồi, thì mối tình nào em cũng rất là thương yêu thấm thiết, rồi kéo dài trên 3 năm. Hai bên gia đình biết nhau hết, rồi cũng là định ngày là sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng mà cũng là do duyên số thôi. Chia tay cho nên em nghĩ là giống như là trở thành vợ chồng cũng là do duyên số. Cho nên là quen á, thì chưa chắc gì đã trở thành vợ chồng. Cho nên em nghĩ sao thì em nói vậy. Ồ, đó. Bây giờ hiểu chưa? Sau đó thì bao lâu thì cưới? Khoảng 5 tháng sau. Có một hôm thì em rủ bạn gái về nhà ra mắt ba, giới thiệu với ba cơm gia đình thôi. Trong cái buổi cơm đó thì em cũng có nói giỡn là ba thấy bạn con được không, con cũng lớn tuổi rồi, thôi sang năm ba làm đám cưới cho con nha. Ba cũng im ba không nói gì hết. Xong rồi cái một hồi cũng lặp lại cũng câu hỏi đó, nói ba sao thấy được không, làm đám cưới cho con nha. Ba mới quay qua ba nhìn thì ba mới nói là bộ muốn vợ lắm rồi hả, muốn vợ thì thôi ngày mai là cưới liền đi. Trời ơi. Tội nghiệp trời quá à. Bất ngờ không chị? Bất ngờ lắm. Xong cuối cùng sao, ngày mơ có cưới thiệt không? Hay sao? Lúc mà ăn cơm xong thì hai đứa vô phòng, sao em mới nói hả? Có hỏi em chưa mà tự nhiên đòi cưới. Có ai chịu đâu mà cưới. Cái anh mới nói là giờ không chịu không cưới luôn nữa. Bắt cóc luôn. Anh mới nói câu gì? Cưới vợ phải cưới liền tay. Cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày thiên hạ nhìn pha. Rút kinh nghiệm với lần trước. Rồi sau đó em đồng ý hả? Thấy ảnh là một người sống rất là tình cảm, cũng rất là thương em, thôi cũng chịu luôn. Rồi bây giờ lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ một năm mấy. Một năm mấy. Rồi các bạn lấy nhau về thì các bạn có những cái bất ngờ gì về nhau không? Quá bất ngờ. Vợ em thì nóng như lửa luôn. Rồi với lại có một cái tính là hay bừa bộn, lấy cái gì ra làm xong rồi bỏ đó. Nói góp ý thì nói là anh cứ để đi, chút xíu em dọn. Nhưng mà toàn là em đi dọn không à. Ảnh thì rất là gia trưởng, nói nhiều, kỹ tính, ăn thì rất là kén ăn. Do bằng ăn bới cơm cho ảnh nhiều thì nói em ơi sao bới cơm nhiều giờ sao anh gấp vào ăn được. Cái bới cơm ít chút xíu, anh nói sao anh bới cơm ít quá vậy, không có đầy chén à. Bới sao anh cũng không chịu hết trơn á. Cái vô còn đồ ăn thì nói trời ơi nay đồ ăn gì đâu mà không có hả, ngon lành hết trơn, lúc nào vô bằng ăn là cũng chê. Dạ nói nhiều kỹ tính. Còn em thì hay giận hả?
Dạ, ba xã thì hay giận, hở đụng chuyện gì cũng giận hết. Ủa nhưng mà cái lúc quen nhau là không lúc quen nhau là không hề. Chà, rất là vui vẻ, nói một cái là cười, nói một cái là cười. Tại vì lúc mà quen ảnh thì ảnh cũng đâu có chọc cho em giận, lúc mà cưới nhau xong về cái ảnh hay chọc, cái chọc qua giận lại xong cái em đặt cho tên cho ảnh luôn là Khoái Chọc Thắng. Hả? Còn ảnh đọc lại cho em là Giận Thị Hờn Tâm. Ôi, Giận Thị Hờn Tâm hả? Giận. Hay, biết biết người ta hay giận mà cứ khoái chọc. Nhiều khi vợ em nóng tính đó là do cái gia trưởng của mình quá. Dạ em cũng nghĩ là một phần, nhưng mà cũng một phần là cô ấy hay giận. Dạ, dạ cho anh hỏi nghe là nãy chồng nói em là nóng tính rồi hay giận, vậy thì em có hay ghen không? Dạ cũng có. Dạ quá ghen. Quá ghen luôn hả? Dễ giận mà lại hay ghen nữa. Anh nghĩ là em phải là người ghen chứ. Tại sao em chở em đi trên đường cái ngang quán cà phê có nhiều cô á mặc đồ hở hang sexy, cái anh hay nhìn qua nhìn cái em mới nói anh nhìn gì vậy, cái anh nói thì anh nhìn vô quán cà phê thôi, nhưng mà thật ra là em biết anh nhìn mấy cô đó giống như là không có tôn trọng mình. Cái đó là do tâm lý thôi. Nhưng mà nhiều khi anh sợ là chồng em chọc em không? Không có, ảnh thích vậy. Người nào như đi xe gặp mấy cô mà hả mặc đồ hở hang hay là gì dáng đẹp hay là gì là ảnh cũng nhìn hết chứ, nhìn xong mà còn quay lại nữa chứ. Cái đó giống như là một cái phản xạ tự nhiên của một người đàn ông thôi. Mà thực ra trời ơi, chị đố em tìm ra một cái ông đàn ông mà thuần chủng nào á mà thấy chị nó đẹp không giờ. Dạ đúng rồi đó. Ờ nói vậy nè. Em à, dạ. Em có muốn vợ em bớt ghen không? Cái tính ghen thì em không có sợ, mà em chỉ sợ cái tính nóng tính thôi. Nóng tính. Dạ, em muốn vợ em là bớt cái nóng tính lại. Em nóng tính là em im lặng à, còn anh này thì nói nhiều. Em mỗi lần mà giận nhau thì anh này nói thôi mà em hay nhịn đó. Em mà càng nhịn thì anh càng nói, cứ nói nó hoài, nó hoài. Nói biết à, em mới nóng lên nữa, xong cái em khóc rồi xong cái khó thở rồi xỉu này kia. Thế là nóng cái kiểu mà nóng lạ đó, đó. Chứ không phải là nóng mà la hét, đập phá đồ đạc mà nóng xỉu. Chà cái này căng à, đó là một ca khó nữa nha. Nên là đừng bao giờ để cho cô này nóng lên nghe. À, nóng lên vậy xỉu bất tử nữa, coi như là mệt à nghe. Dạ. Rồi, đó giờ nghe vợ tâm sự vậy thì em thấy sao, có sửa được không? Thì bây giờ biết tính của vợ vậy rồi, cho nên là cái gì nhịn được thì cứ nhịn thôi. À thôi, tôi nghĩ là cứ nhịn. Dạ. Mỗi người nhịn một miếng thì sẽ hạnh phúc và bền vững hơn. Cái nóng này nóng kỳ lắm, đó. Nóng lạ lùng lắm ạ. À. Rồi dạ. Về, bớt nóng lại nghe. Dạ. Xin cảm ơn hai bạn. Dạ. Phu thê ghê luôn vậy đó. Chắc ở nhau lâu lâu rồi chị ạ. Bao lâu? Dạ. Bao lâu rồi? Cũng hơn 10 năm. Hơn 10 năm rồi. 12 năm rồi. Trời ơi. Em chào anh Tuyên, em chào chị. Em giới thiệu em là... Nó lớn lên đây. Em là Hiền. Bọn em ở Quảng Ninh. Vâng. Hiền năm nay nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 82, là đang khoảng 42. Chết tôi rồi. Em xin lỗi anh Hiền. Ôi vậy là anh Hiền hơn anh Tuyên mấy tuổi? 2 tuổi. 2 tuổi hả? Vậy là mình đổi lại xưng hô đi ha. Dạ. Rồi nói chứ Hiền, Hiền em giới thiệu lại đi. Tại vì biết sao mà hơi cái giọng hơi bị nhỏ. Vâng. Em cứ thoải em mái. Là Hiền, em ở Quảng Ninh. Em sinh năm 82. Là năm nay 40. 2 tuổi. Vâng. Rồi. Công việc chính của mình hiện tại bây giờ là ở ngoài Quảng Ninh hay là ở trong này? Em ở Quảng Ninh ạ. Bọn em ở Quảng Ninh. À. Vâng. Hai vợ chồng ở Quảng Ninh, rồi bay vào trong này để ghi hình chương trình. Đúng rồi. Mới bay vào tối hôm qua. Vậy hả? Trời ơi, cảm ơn hai vợ chồng nhiều lắm nha. Nhưng mà Hiền làm nghề gì ta? Em làm về nghề mỏ chị. Tức là ở ngoài đấy thì liên quan đến mỏ là tương đối nhiều ấy. Vì là nói chung là cái bình nói chung là kiểu dân ngoài đấy ấy, thì nói chung không liên quan trực tiếp thì sẽ liên quan gián tiếp đến ngành mỏ nói chung. Ngành mỏ. Không làm cái này thì cũng làm cái kia liên quan tới mỏ. Đúng rồi. Tại vì là một cái mỏ nó hoạt động thì có rất nhiều cái công tác phụ trợ để cái mỏ nó có thể hoạt động đấy. Rồi em. Em tên là Phùng Dung ạ. Em hiện tại bây giờ thì em đang có một cái thương hiệu mỹ phẩm với thực phẩm chức năng. Và vâng, thương hiệu của em thì cũng mới gần đây đó. Mới gần đây thì em mới có làm thương hiệu riêng. Vâng ạ. Và tức là về về gì, về dạ, da hay là về tóc hay là về da, về mỹ phẩm này, thực phẩm chức năng. Đấy. Rồi Dung như tuổi rồi? Em sinh năm 1988. Năm nay là em 35 tuổi. 35. Hai chồng hơn nhau cái tuổi này cũng cân xứng quá. Dạ. Đó, hơn con giáp chút xíu. 6 tuổi ạ. 6 tuổi là nửa con giáp ha. Nửa con giáp, dạ. Rồi sao nè, sao gặp gỡ nhau hai đứa? Một đứa làm về mỹ phẩm, đứa làm về ngành mỏ thì sao gặp nhau ta? Mỹ phẩm hình như là mới làm đây thôi đúng không? Dạ. Trước đây thì là em học dược. Trước đây thì em học dược, nhưng mà thực ra thì như em ấy thì không có được bố mẹ, nghĩa là bố mẹ ấy không có nền tảng kinh tế nhiều. Thì sau khi em học dược xong á, thì lúc đó thì cũng có cô em có nói là bây giờ học xong rồi thì đi về làm ở công ty, làm một cái công ty dược ở gần nhà. Thì lương nó vào đâu đó khoảng tầm gần 3 triệu. Thì em nghe thấy cái mức lương đấy và phải ở xa nhà thì em cảm thấy là chắc là mình không thể đủ sống được.
Sau đó là em có rẽ qua em học và em làm về spa và làm tóc. Thì khi đó thì chồng em, nghĩa là tụi em quen nhau khi mà em làm tóc á, thì chồng em là khách hàng. À, tức là anh đi đến quen cắt nhau. Tóc, dạ. Đúng không? Dạ. Rồi là em là người cắt cho ảnh. Dạ. Đó, và thế là... Ủa, chuẩn luôn nó chị. Cắt khéo không em? Cắt khéo không? Cắt, được, ok chị ạ. Lần đầu tiên tới đó luôn hay là em đã tới nhiều lần rồi anh em trồng cây silico này? Không, tại vì là trước đây là em đi làm thì em đi qua đấy, đi qua cửa hàng. Thì là em ý là có biết là ở cửa hàng này là của ai đó chẳng hạn đấy. Là ý là mình biết trước đó rồi. Sau đó là mình vào như một khách hàng bình thường đấy. Tức là có để ý rồi đúng không? Tức là để ý đấy là tại vì để ý đấy là có quán tóc như thế thôi. À, là vô tình tới để cắt tóc thôi, mục đích tới là cắt tóc chứ không phải là biết là vợ mình đã làm ở trong đó. Rồi vô tình là bạn này ra cắt cho mình. Rồi lúc bé nó cắt tóc cho em thì lúc đó em mới để ý. Vâng. Đem kể coi lúc có đó hài sao? Lòng không? có tại vì là vợ em ngày đấy là kiểu quán ở cửa hàng thì ở gần cổng trường phổ thông đấy, trường cấp 3 thì là khách hàng các bạn trẻ tin thì là cũng phải tương đối ổn thì mới có cái tệp khách hàng như thế. Thế là coi như em gặp, nhưng mà đến lúc bạn này bạn ra bạn cắt tóc cho em có thích bạn liền không hay là phải nhiều lần đến em mới thích? Nói chung là cũng có cảm tình chị ạ. Coi như là gặp gỡ đầu tiên là cảm tình đúng không? Lần đầu tiên gặp là anh đã bắt đầu thích bạn rồi. Không, nhưng cũng mà có sơ sơ. Nhưng mà không dám, nhưng mà lúc đấy không dám nói gì đó. Mãi mấy ngày, 3-4 ngày sau em mới thấy gọi điện, nhắn tin cho em. Thì nghĩa là sau đấy có kể với em là lúc đi làm về là mỗi ngày đi qua chỉ nhìn một phần của số điện thoại thôi, còn không dám đứng lại để xem số điện thoại ạ. Sau 3-4 ngày sau sau 3-4 ngày sau thì mới bắt đầu là có đủ số điện thoại thì mới nhắn tin làm quen. Kiểu đi qua thì mình ngày đấy là đi xe máy đi làm qua thì nhìn thoáng thoáng đấy chị ạ. Thì là không nhớ hết được ngay. Anh làm cũng chiến lược mỗi ngày nhớ 2 số. Đúng không? 4 ngày là 8 số. Ủa mà tại sao anh không ngừng hẳn luôn anh nhìn số điện thoại? Hay là anh sợ là gặp cô bé này không, là mình lại mất cũng không hẳn là sợ mà là kiểu là cũng nhìn xong là không nhớ lần đầu không nhớ được thì thôi lại nhìn lần hai kiểu thế. Đến khi mà nhớ được xong là mới quyết tâm là nhắn tin thì mới là nhắn tin ạ. Có những người ngộ lắm, nhiều khi đó là các bạn bên mỏ đó họ có một cái kiểu yêu như vậy đó, nuôi cảm xúc các em. Kể nó cứ phải để dành cái cảm xúc đó, đừng có cho nó bung ra vội đó, cứ kiểu là nhấm từ từ cái cảm xúc đó, nay đi qua một chút đó, giữ cái thăng bằng vậy đó. Còn em thì sao, lúc mà em cắt tóc cho anh em đã thích ảnh liền chưa hay là phải anh phải tán tỉnh một thời gian rất lâu thì mới đổ? Lúc đó có ảnh như là một khách hàng bình thường y chang như những người khác. Vâng, tại vì lúc đấy thì cũng chồng em thì bình thường không có hay nói đâu, thế là lúc đấy em cũng không có ấn tượng gì nhiều với chồng em cũng không nhớ được. Không nhớ được cho đến khi mãi cho đến khi làm quen thì dần dần gặp nhau thì em mới có ấn tượng. Thế là sau khi anh điện thoại cho em đó, anh điện thoại anh nói cái gì? Không, lúc đấy chỉ có nhắn tin làm quen bình thường thôi ạ. Thì đầu tiên cái câu đầu tiên, cái cuộc điện thoại đầu tiên mà anh điện cho em là anh nói cái gì? Bây giờ thì mười mấy năm rồi thì chắc là em cũng quên rồi, nhưng mà hồi đấy thì không có nhắn mét Facebook hay là Zalo gì đâu mà nhắn bằng số điện thoại bình thường đấy ạ. Vâng, thì chắc nhắn tin xin làm quen bình thường thôi ạ. Tại vì có những người khi mà họ yêu mà yêu dại khờ nhắn tin rất lẩm cẩm em ạ. Nó va với vẩn. Cái này thì chồng em còn có một cái tập câu chuyện đấy này là về sau khi yêu nhau ấy chị ạ. Đúng rồi ạ. Thế là chồng em nhắn tin dài nhiều lắm. Vâng. Dài lắm ấy ạ. Còn có nghĩa là ngày đấy á thì chồng em có bảo với em là sợ là thay máy điện thoại á thì nó sẽ không còn những cái tin nhắn mà nhắn tin hồi yêu nhau nữa, mà đến lúc giận nhau thì không còn chuyện, nghĩa là không nhớ được lúc đấy mình yêu nhau như thế nào nữa. Thế là chồng em có bằng cái tin nhắn mà số điện thoại bình thường ấy, hai người nhắn với nhau ấy, thì chồng em có in ra hơn 700 trang giấy. Là những cái tin nhắn mà hồi bọn em yêu nhau ấy ạ. Đó, em thấy không? Thế là bạn này thường là yêu dại khờ và yêu rất là chân thành. Là cho nó thấm từ từ, từ từ, từ từ. Đúng không? Từ cái cách mà đó, một ngày nhớ 2 số thôi, không cần nhớ nhiều. Rồi kệ cứ để đi. Đáng lý là người ta phải điện thoại liền, nhưng không kệ, cứ nuôi cái cảm xúc đó đi. Cái nào đủ rồi bắt đầu, ha? Rồi bao lâu thì là bạn ấy chính thức mời em đi uống nước hay là coi phim để mà tỏ tình? Bao lâu? Cũng phải vài tháng chị ạ. 2-3 tháng gì đó. Rồi có lần đầu mình hẹn hò như thế nào hả anh Bình hả? Thì lần... là cũng anh là người chủ động. Vâng. Đợt đấy là em ở cũng không hẳn là hẹn hò mà nói chung là gặp nhau để nói chuyện đấy, nói chuyện trực tiếp đấy chị ạ.
Thì là em đợt đấy em đang ở nhà chị gái em, thì em có mời em có ý là rủ dê bạn ấy xuống đấy chơi thôi, xuống đấy nói chuyện thôi. Thì... Em cũng không nhớ là lần đầu tiên gặp nhau là ở đấy luôn. Tức là bé này á, trong lúc coi như là công việc nhiều quá, bé này hiện giờ là đang rất bận rộn nè. Trong đầu bây giờ nhớ mỹ phẩm tên gì thôi, chứ còn cái chuyện yêu đương nhiều. Yêu đương là quên rồi. Còn bé này nó cũng lâu rồi á chị ạ. Nên là nhiều khi mình cũng không nhớ được nó chi tiết như nào ấy. Không, nhưng mà sâu đậm là vẫn nhớ nha. Em hỏi chị đi, chị kể cho nghe. Không? Em qua đây em ngồi em hỏi chị đi. Không, tại vì là câu chuyện của bọn em thì về sau nó sẽ có nhiều chuyện đáng nhớ hơn là cái thời điểm yêu nhau. Bởi vì là có những cái thứ mà nó vui vẻ thì là người ta sẽ không nhớ nó bằng những cái chuyện buồn. Dạ, đâu, bây giờ mình vô nè, mình kể liền những cái thứ đó nè. Đúng. Khi mà cho đến bây giờ ấy thì những cái ảnh cưới mà hồi vợ chồng em cưới á là không có mẹ chồng em. Bởi vì là khi chúng em yêu nhau là mẹ chồng em không có đồng ý. Lý do? Dạ. Thì ngày đấy thì em cũng không rõ lắm, nhưng có thể là mẹ em thì là muốn con dâu mình có một cái công việc gọi là ổn định á. Mà em thì lúc đấy thì em thì từ bé là em đã thích kinh doanh rồi. Là em cứ không làm việc, không làm nghề thì em sẽ buôn bán gì đó. Thì là mẹ chồng em chắc là có thể vì lý do đấy là không hài lòng lắm. Thì sau đó thì có không đồng ý cái chuyện của vợ chồng em. Và đến khi mấy năm sau vợ chồng em cưới nhau á, thì cũng là hai vợ chồng tự tổ chức. Đó. Thì đến bây giờ thì xem lại những cái ảnh cưới thì cũng không có mẹ chồng em ở trong đó. Đến bây giờ cái mối quan hệ của mình với bác gái ở nhà như thế nào? Dạ. Bây giờ thì mẹ chồng em thì lại rất là chăm sóc quý con dâu nhất nhà. Quý nhất nhà luôn. Dạ. Rất là chăm sóc vợ chồng em. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà em vậy thì lúc đó mẹ không đồng ý thì mẹ có nói lý do cho em nghe không? Theo em hiểu là mẹ không nói, nhưng mà theo em hiểu là mẹ em cũng nhiều tuổi rồi, vì là em con út ấy. Thế nên là các cụ ngày xưa cái tư tưởng cũ ngày xưa là cứ phải làm công cơ quan việc nhà nước. Cố định và cố định cơ quan nhà nước, có kiểu dạng có công ăn việc làm ổn định, xong rồi lấy lương tháng đấy chị. Đấy thì đúng là rồi. Chứ ngày trước em biết các cụ ở ngoài Bắc á, là nhất là những cụ lớn tuổi rồi á, là những bạn mà như là buôn bán ngoài Bắc gọi là con buôn bán phe phẩy rồi đó, cái kiểu vậy đó là các cụ không thích đâu, kiểu không ổn định đấy. Không ổn định á. Rồi như vậy là em khi mà em vẫn cứ yêu vợ rồi đám cưới với vợ như vậy á, thì khi không có mẹ không đồng ý á, gọi là giống như mình cãi mẹ vậy đó, thì mẹ có buồn không, mẹ có la em không hay như nào? Ngày đấy cái đợt thời gian đấy thì là em đi làm không ở gần mẹ. Thì tất nhiên là mẹ không đồng ý, là mẹ em là tỏ thái độ với em rất dứt khoát. Rồi anh cũng phải đắn đo suy nghĩ mới quyết định cưới, mà trong cái tiệc cưới đó là không có bác gái nữa thì như thế nào? Chắc cũng phải khó khăn lắm đúng không? Mẹ có từ mặt không? Từ thì không phải là từ, nhưng mà nói chung là không kiểu không nói chuyện đấy chị ạ. Tức là ngày cưới thì là họ hàng có mẹ em lại không ở nhà, vì kiểu để tránh mặt đấy. Không ở nhà, xong là mọi người trong nhà có đi đón đấy thì mẹ em cũng không về. Thế bố thì sao? Ba em thì mất cũng lâu rồi. À, tức là cụ mất lâu rồi. Ủa giờ em lúc đó là sao? Lúc đó thì cái cảm giác của mình có bị buồn hay tổn thương hay cái gì không? Phải có chứ đúng không? Em thì cũng có, nhưng mà kiểu xác định rồi em. Thương chồng em quá. Cũng biết, vâng, em cũng biết là nếu mà không như thế thì cũng không có cách nào khác nữa. Thế nhưng bố mẹ em thì sao? Bố mẹ em thì cũng rất là thương em. Thì bố mẹ em thì nghĩ là đấy là lựa chọn của em. Và hôm đó là ông bà vẫn có mặt đầy đủ. Dạ, vẫn có mặt đầy đủ. Và cũng thấy là cái quyết tâm của chồng em nữa. Đấy là em cảm thấy là ý là may mà ở trong nhà có mỗi mẹ em như thế thì mình có thể vượt qua được ấy. Chứ ví dụ mà cả hai gia đình hoặc là họ hàng đó, anh chị em đấy, mà như còn thế thì khó khăn nữa thì lại mình lại càng khó khăn thêm. Đấy là còn có mỗi mình mẹ đấy. Đó, như thế thì cũng nói chung là bây giờ thì cụ là bao nhiêu tuổi rồi? Cụ ngoài 80 rồi ạ. Cụ ngoài 80. Thế hôm nào ta làm cái đám cưới bạc đi. Được bao nhiêu năm rồi? Tụi em là 15... 12 năm. Nãy em nói là 12 năm đúng không? 15 năm là bạc đấy. À thế ạ. Ừ. Đám cưới bạc á. Dạ. Ta làm cái đám cưới bạc đi. Nữa. Ừ. Dạ. Ui, cô yên tâm, cụ còn khỏe lắm. Mẹ chị là 84 tuổi, vừa mới sinh nhật cái đợt vừa rồi đây mà bà vẫn cứ phăng phăng đi bộ rồi tập yoga tất mọi thứ. Yên tâm. 3 năm nữa ta làm cái đám cưới bạc. Đấy, có cả con. Tụi em có con chưa? Vợ chồng em thì lại hiếm muộn ạ. Vậy 12 hả? Năm rồi. Vâng. 12 năm rồi ạ.
Ủa nhưng mà năm nay em mới có bao nhiêu? 38. Em mới có 35 thôi. Ôi 35 mình đã đi bác sĩ chưa? Ừ, nhà em thì cũng có chị ạ. Có đúng bác sĩ chưa? Ừ. Nghĩa là có thể là kiểu nó 50-50 ấy chị ạ. Thì là mình chưa may mắn thôi. Vẫn còn ok nha. Mình cái có đó biết là... được là do chồng hay do vợ không? Cho mỗi bên một tí. Mỗi bên một tí. Ai cũng có tí vấn đề. Sau chương trình này có con nha. Chắc chắn. Chắc chắn sau chương trình này á, chị nói nghe nè. Thực ra cái việc mà chữa hiếm muộn bây giờ nó không có khó nha. Chị nói thiệt, cái chương trình của mình á, tại vì nay không anh Bin ảnh bận á, anh Quốc Thuận ảnh bận, ảnh có quen một cái người bác sĩ chữa hiếm muộn rất là giỏi luôn. Rất là giỏi bác sĩ về sản á, như là mấy anh chị biên tập ở đây là có chắc có biết á. Em biết sao không? Chị sanh con bé Út nhà chị, năm chị 42 tuổi. Đó, chị Trịnh Kim Chi á là sanh cái bé Út của Trịnh Kim Chi là hình như là năm 46 tuổi á. Chứ không có ấy đâu, cho nên là em yên tâm, em mới có 35 thôi, đừng có lo. Chồng là mới có 42 tuổi, trời ơi đừng hiện lo. Tại bây giờ em cũng biết một bác sĩ trị hiếm muộn và em cũng đã từng giới thiệu vài cặp vợ chồng bạn em tới đó rồi. Sao đây em giới thiệu cô Sông Hà. Cô, nhưng mà không biết là hai bạn anh Bình với bạn ở đây ở ngoài Quảng Ninh thì có điều kiện để vào trong này để mà thăm khám liên tục hay không, tại trị hiếm muộn không phải là một sớm một chiều. Đúng rồi. Nó phải có quá trình, phải theo dõi mọi chuyện như thế nào. Anh Hoàng Mèo với chị Đại Ngọc Trâm ngày xưa cũng rất là khó khăn trong chuyện có con. Và khi tới cô đã khám và cuối cùng hai vợ chồng. Cô canh hết tất cả mọi thứ. Bây giờ theo chị là như vậy đi. Em Tuyên á, em ngồi chỗ đó, cái chỗ đó cũng linh lắm á. Bây giờ em chúc hai anh chị này đi. Rồi em hứa là em sẽ đưa số điện thoại của bác sĩ đó đến để mà cho hai bạn, cho anh Hiền. Không, thực sự là mới nói chuyện con cái này là thấy em khóc là em biết được cái sự mong mỏi của hai vợ chồng rất là nhiều rồi. Thật sự là 12 năm mà chưa có con là rất thèm cái cảm giác có con. Và thôi bây giờ coi như là em thay mặt anh Bin em ngồi ở đây. Em chúc hai anh chị sau chương trình này sẽ gặp những gì may mắn nhất, đặc biệt là cái chuyện có bé Bi. Hy vọng là anh chị sẽ có bé Bi trong năm nay, có kết quả càng tốt. Và nếu được có cơ hội á, thì một tí nữa anh em mình sẽ lấy số điện thoại nhau. Được thì em giới thiệu được cái gì em giới thiệu cái đó. Tại vì em cũng đã từng giới thiệu vài cặp vợ chồng hiếm muộn cũng gần cả chục năm. Và bây giờ bạn em đã có con và sanh đôi luôn nha. Đó, cho nên là yên tâm. Sanh đôi là kiểu nào mà IVF ấy? Không, tự nhiên. Sanh đôi xong rồi về đó có đà. Bây giờ nó có đứa thứ ba, nó hơn em luôn rồi. Cái chuyện á, bác sĩ người ta sẽ có rất nhiều phương pháp, em yên tâm. Có nghĩa là khi mà làm tự nhiên mà ví dụ như mình về cái vấn đề nào đó mà cái tự nhiên nó không phù hợp, người ta sẽ chuyển qua người ta làm cái tự tinh trong ống nghiệm. Mà bây giờ nha, theo như chị biết á, thì những người giàu á, người ta làm cái hình thức đó. Em biết lý do, cho dù người ta sanh được nha, tự nhiên người ta cũng không thích luôn. Người ta, tại vì người ta chọn lọc. Em hiểu không? Người ta chọn lọc những cái gì tinh túy nhất của cả ba lẫn mẹ để ra một đứa con khỏe mạnh. Và nó là tuyệt vời đó. Cho nên là thực ra là chị nghĩ như vậy nha, chị thì chị không có chúc. Nhưng mà chị chỉ nói cho tụi em hiểu là lý do tại sao tụi em bị vấn đề tâm lý nhiều quá. Tụi em bị vấn đề tâm lý nó rất là nhiều. Em biết tại sao không? Vì thứ nhất là ở vùng ở phía Bắc á, mà phía Bắc mà cái vùng Quảng Ninh hay là những cái vùng Nam Định hay những vùng quê miền Bắc, không phải Hà Nội nha. Là cái việc mà kiểu như là mình lấy nhau lâu mà mình chưa có con á, nó là một cái gì đó mà nặng nề kiểu áp lực vậy. Áp lực nặng nề vô cùng luôn, cho nên thành ra là mình bị cái áp lực đó. Thứ nhất là mình bị áp lực từ bên ngoài vô, sau đó là mình bị áp lực từ bản thân mình luôn. Từ bản thân mình, cái mong mỏi của mình càng nhiều thì cái áp lực của mình càng lớn, em hình dung không? Thì cho chính vì vậy mà sao khi mà hai vợ chồng gần gũi nhau đứa nào cũng bị sượng hết trơn á. Tại vì sao? Trong đầu chồng cũng nói thôi cố gắng làm sao để mà có đứa con rồi. Vợ cũng trời ơi giái trời giái đất, sao mà bữa nay ông trời ông bà thương cho mình được đứa con thì mình mừng quá. Thành ra là tụi em không còn hưởng thụ nữa, tụi em không còn cái sự hưởng thụ nữa, mà nó gần như là một cái sự mà trách nhiệm mà mình phải làm cho bằng được thì thôi. Không bao giờ như vậy hết, tại vì cái đó là không bao giờ có con được. Cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Cái chuyện mấy năm trời sau mới sanh á, là ngay là lúc đó là đã áp lực rồi. Đã áp lực, chết rồi sao bây giờ mình vẫn chưa có bầu, chết đời. Là ngay từ đó là tụi em đã bị áp lực rồi. Có nghĩa là cách đây là 10 năm là trong cái quan hệ vợ chồng tụi em đã bị cái việc đó rồi. Thành nó không có, nó kỳ lắm. Cho nên theo chị nha,
Thứ nhất là em nhớ một điều giùm chị là chị có cái đứa út năm chị 42 tuổi. Dạ. Em 35, thời gian còn rất rất là nhiều. Dạ. Ha. Cái thứ hai là khi mà em đã biết là mình cái thời gian mình còn rất nhiều như vậy á, dạ, thì mình không việc gì mà mình phải lo sợ cái gì. Bây giờ là cứ hưởng thụ đi. Dạ. Hai chồng làm có tiền, hưởng thụ, đi chơi. Hiểu chưa? Rồi bên cạnh đó, nếu anh Tuyên anh giới thiệu với cái người bác sĩ đó thì coi như mình đi vào Sài Gòn chơi. Cứ nói là anh ơi, tuần này mình đi chơi nha anh nha. Ví dụ vậy, đến gặp bác sĩ xong xuôi rồi mình đi mình hưởng thụ. Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó nữa. Dạ. Đúng một cái, xanh đôi, đương trai đương gái. Trời ơi, tuyệt vời. Trời đất ơi, thôi rồi còn gì để nói nữa. Còn gì bằng. Đúng không? Vui vẻ nha, tự tin. Dạ. Nha. Ok. Không phải bình thường thì em cũng ít nghĩ đến cái chuyện này, nhưng mà tự nhiên ngồi ở đây không hiểu sao lại cảm xúc quá. Rồi như vậy là ông bà chứng rồi đó. Ông bà chứng rồi đó, là cái này về dính chắc luôn rồi đó. À. Dính nhớ đó. Gọi điện thoại báo cho chương trình liền nha. Nó mới cười đây, bây giờ qua cái cọc này nha. Chuyển qua chương 2. Chương 2. Chương 2. Bây giờ cái chương này á, là tụi em phải nói hết. Để anh chị biết không, mình xả, mình giải tỏa hết đi. Chồng em còn những cái điều gì mà em cảm thấy em vẫn còn khó chịu với ảnh, vẫn còn chưa hài lòng về ảnh. Có những điều mà mình muốn nói trực diện mà mình không nói được. Dạ. Chỉ có những lúc như thế này mình mới có thể trút được hết tất cả những tâm sự của mình. Dạ. Ngược lại em cũng vậy. Vợ em có những cái điều gì mà em cảm thấy vậy, xả hết ra đi em. Không chừng tối nay dính á. Thiệt luôn á. Trời ơi, em có gì lau mắt. Cho xin miếng giấy mấy đứa ơi. Trời, tự nhiên nó ướt quá. Ừ. Ra luôn đi, dậm dậm luôn đi con. Dậm đi, em cứ ấy cho xong đi. Dạ. Nó không có lem đâu, em chỉ cần tí nữa lấy số điện thoại em gửi cho bác sĩ Sông Hà. Cô ngày xưa là làm bên Từ Vũ, cô rất là giỏi, cô đã từng trị rất là nhiều cặp hiếm muộn rồi. Cái đứa út của chị là chị thụ thai trong ống nghiệm đó. Vâng. Tại vì lúc đó chị biết là mình lớn rồi. Mình lớn rồi, mình sẽ không thể nào mà khi nó sanh ra là nó sẽ rất yếu, mình nuôi nó rất là cực. Cho nên là chị làm cái phương pháp đó, mà chị nói thiệt với em, trời ơi con biết ngôi nhà chị là bằng hai đứa kia cộng lại ra nhỏ đó. Biết ngôi dễ sợ, vừa khôn vừa thông minh, mà cha mẹ có nhiêu cái đẹp nó lấy hết. Em bạn em nói cỡ 100 năm sau thế giới là người toàn thứ dữ không á. Tại bắt những thành phần ưu tú ra không? Đúng rồi, ưu tú hết. Đó, rồi. Xong chưa bé? Được rồi đó, ok rồi đó nha. Rồi. Để sau lưng em luôn, để sau lưng em nhét sau lưng á. Rồi. Rồi. Bây giờ mình đến phần thứ nhì đó. Đúng rồi, bây giờ mình qua chương mới ha. Bây giờ giống như chị Vân nói lúc nãy, bây giờ hai vợ chồng trong quá trình sống với nhau có cái gì chưa hài lòng nhau, ha, mong mỏi vợ mình ha, chồng mình thay đổi cái gì thì cứ chia sẻ thật lòng hết để em nó nhẹ lòng ra, để tối nay có con. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, em nói đi. Chồng em thì em cũng không có gì không hài lòng, bởi vì là nếu như bình thường ấy thì có thể là mọi người hay buồn vì chồng mải chơi, chồng đi đâu đó về muộn hay là bia rượu gì đó, bạn bè gì đó, nhưng mà chồng em thì lại không có những cái đấy. Thường là thích ở nhà với vợ. Đó, chứ còn cũng chắc là chỉ có một cái là nghĩ cái gì trong đầu thì ít khi chia sẻ quá. Tức là kiệm lời đúng không? Không có ít nói. Không có chia sẻ với vợ đúng không? Là khó khăn cái gì cứ mình thích tự mình giải quyết vậy hả anh? Không, cũng không hẳn, mà là cảm giác là thấy là nó kiểu không đáng phải nói đấy. Đâu, vợ chồng nhau phải chia sẻ. Không chứ. Muốn làm cho vợ mình suy nghĩ đúng không? Không muốn làm cho vợ mình phải phiền hà về cái với việc mà không đáng đúng không? Tại đúng chắc là nghĩ là chị có nhiều việc đúng không? Giờ còn cái gì nữa không em? Em thì cũng chỉ thấy là như thế thôi ạ. Tại vì ở suốt 12 năm thì em cũng không thấy có cái gì nó đáng là để em phải nói là chồng em phải sửa cả. Nhưng mà bây giờ em tự gọi là em tự nhận định, em tự thấy là em hiểu được chồng em bao nhiêu phần trăm? Em tại vì chồng em cũng hơi ít nói nên em cũng không biết là có thể mình có thể tự tin là mình hiểu được chồng mình bao nhiêu phần trăm. Dạ, em biết chồng em thích cái gì không? Em có. Ừ. Sở thích của chồng em thì em biết rồi, mọi thứ về sinh hoạt hàng ngày á, trong gia đình á, thì em tất cả những cái đấy thì vợ chồng em cũng khá là hiểu nhau. Rồi em có biết những người bạn thân của chồng không? Có chị ạ. Có biết từ những người từ ngày đại học và bạn bè bây giờ, tất cả mọi mối quan hệ thì vợ chồng đều chia sẻ với nhau những cái đấy. Có bao giờ em ghen cái chồng em với một cái em gái mưa nào không? Không chị ạ. Tại vì chồng em thì từ ngày yêu em đến lấy em bây giờ thì cũng không có
không có một cái gì để mà em ghen ấy. Đi sớm về muộn thì cũng không, điện thoại thì cứ để đấy, vợ cầm lúc nào cũng được. Sáng không đi làm, chiều về với vợ rồi chị ạ. Không có em gái mưa gái nắng gì hết luôn á, đúng không? Làm gì có cơ hội mà mưa gió gì. Tức là sao? Một cái tiếng nói với một cái ánh mắt mà giống như là thích có cơ hội đó lắm mà không được á. Không có đâu. Đó, thôi, em làm đừng gì? Cứ nghĩ xấu ra không? Đây rõ ràng là mặt rất là buồn khổ mà nói, em làm gì có cơ hội để làm điều đó hả em chị? Nghe thì có vẻ tiếc nuối. Tại sao vậy? Tức là tự em không cho em cơ hội hay là vợ em không cho em cơ hội đó? Đâu, đấy là em nói thế thôi chứ còn thực chất đấy nó không phải là cơ hội chị ạ. Mà là... nếu muốn em nói thiệt nha, 100.000 lý do cái gì cũng có thể tự, tất cả là do mình. Mình muốn là mình làm được hết. Mà vợ chồng em có hay dỗi hờn không? Chồng em không. Không dỗi hờn với em luôn. Vâng, có thi thoảng dỗi thì cũng chẳng hiểu tại sao dỗi xong sau đấy lại tự hết dỗi. Nó trải qua nhanh quá, em cũng không hiểu lý do, em cũng không biết quá trình nữa. Ồ, vậy hả? Rồi có bừa bộn này kia không? Bừa bộn thì phải đây chị ạ. Đây là em ạ. Đây không bừa bộn luôn. Dạ. Rất là ngăn nắp gọn gàng ạ. Tất cả đồ của em á. Chỉ có một cái duy nhất là... hay dỗi. Không dỗi. Thích chia sẻ nhiều. Không kịp lời á, không kịp nói. Nhưng mà có dỗi nữa đâu, em thử ví dụ coi. Có một cái em kể một cái dỗi gì với vợ em mà vợ em không biết là em dỗi gì, tức là không đoán ý được em luôn á, là ví dụ đi. Em còn nhớ không? Không chị ạ. Nói chung là những cái đấy kiểu nó nhỏ nhặt ấy, mình nó không để trong đầu làm gì cả. Vậy em à? Cảm thấy thế. Vâng. Thôi giờ là anh quá hoàn hảo rồi. Rồi bây giờ ở chị vợ thì có những cái gì mà anh chưa hài lòng nè? Không, mình thì kiểu là cũng không nhận là mình hoàn hảo đâu. Vợ mình thì là kiểu bừa bộn đấy, gần như là không làm việc nhà bao giờ chị ạ. Chị thấy không? Một người phụ nữ mà không làm việc nhà đấy, thế chứ ai làm? Toàn em làm việc nhà thôi. Thế nó làm gì mà nó không làm việc nhà chị? Em nói chị nghe coi. Không, vợ em thì kiểu công việc kinh doanh ấy chị, là nhiều việc quá đúng không? Thí dụ như cũng có thể là nhiều khi không phải là lúc nào cũng nhiều việc, cũng có lúc rảnh, nhưng mà cái thói quen. Cái thói quen, đấy nào là thói quen rồi chị ạ. Là trốn việc luôn đó. Thói quen không làm việc nhà là đúng không? Kiểu từ nhỏ ấy. Đó. Không phải từ nhỏ. Lúc em ở với bố mẹ em thì em có phải làm việc nhà. Em cũng có phải làm đấy. Đấy. Nhưng mà từ khi lấy chồng em thì chồng em làm hết những việc đấy rồi. Đấy, lại cãi là... Thế xong cái ngày, một cái hôm nào cái ngày đó mình không hề bận tí nào. Nhưng mà vẫn trốn việc. Không, em cũng không trốn việc đâu ạ. Bởi vì là trốn thì nó phải như thế nào nhỉ? Phải che giấu một tí ấy ạ. Nhưng mà đây là em không làm luôn ấy ạ. Tự cho mình một cái quyền là coi như là không làm luôn. Không phải là cho mình cái quyền đó mà tại vì từ ngày yêu nhau ấy là tất cả những cái việc đấy là chồng em đã làm rồi. Em hiểu cái đó. Tại vì hầu như tất cả những cái đó mình làm rồi. Cái cô ấy tự cái định hình sau thôi, đó để là em chồng mặc làm, định cái mình không làm nữa. Em mặc định cái việc đó là chồng em sẽ làm giúp cho em ấy. Em bị giống anh Vân. Lau nhà, quét nhà hay cái gì toàn là em làm không. Đúng rồi. Bừa bộn đồ đạc cũng này nọ. Vợ em vẫn có làm chứ không phải là như em. Dạ. Nhưng mà khi nào một đống dần dần rồi mà em đi quay liên tục 3-4 ngày, em nói ngày mai vợ dọn nha, chồng thấy chồng nhiều lắm rồi đó. Đó mới bắt đầu mới dọn. Em đi quay rồi ở nhà mới bắt đầu dọn gọn gàng lại. Có bao giờ em rơi vào trường hợp đó chưa? Tức là chồng nói là thôi anh bận lắm không em làm đi, là có làm chưa? Em cũng có, nếu mà em nhớ được. Nếu mà em nhớ ra, tại vì mấy cái đấy em hay bị quên. Chồng em cứ nói xong rồi em quên ấy. Điều có thể là ngập nguội ra. Có thể là ngập nguội ra ngay trước mắt đấy chị. Nhưng mà vẫn bảo là quên được. Quên đấy, nhìn thế này mà quên. Không chấp nhận được rồi. Em nghĩ là chắc là chỉ có chồng em chấp nhận được em thôi. Anh ơi sao nhà bẩn thế anh nhở? Thế sao em không quét để em quên? Em thấy đâu mà em quên. Em nhìn rõ ràng bẩn này mà em quên. Đâu nhưng mà không bao giờ kêu nhà bẩn. Không, tại vì là ở trong nhà em thì sẽ có chồng em dọn ấy, còn ở ngoài thì có nhân viên ấy, các bạn ấy cũng dọn dẹp gọn gàng ấy. Thành ra em cũng không có cơ hội để em thấy nó bẩn lắm. Thôi nên lúc mình cũng nên làm đi để vận động tay chân, coi như là mình tập thể dục cho nó khỏe. Đã, em có tập thể dục ạ, còn làm việc nhà em cũng không hiểu tại sao rất mà. Là lý do nha. Mình để xem ông chồng ông ước cái gì đó, em ước cái gì nói chị nghe coi hiền. Đó em ước đi, bây giờ em ví dụ em tưởng tượng chị là bà bụt đi. Đó em ước thử đi. Em chỉ cần vợ em gọn gàng hơn thôi. Chứ chưa cần đến mức là phải làm việc nhà ấy. Nó chỉ cần là ví dụ đồ đạc mà không dùng nữa hoặc là đồ đạc làm dùng xong ấy thì cất gọn vào, không vứt bừa bộn nữa. Đấy ví dụ thế thôi. Là em chỉ cần thế thôi. Và... thế hai chồng có cãi nhau không? Có lúc nào cãi nhau không? Cũng có chứ chị. Nhưng mà ít. Cũng có.
Chồng em thì ngày đầu tiên lấy nhau về sau một khoảng thời gian ấy, thì chồng em cũng có nói về cái tật này của em. Thế xong rồi chồng em bảo là bây giờ nếu mà vợ không dọn được ấy, thì ít nhất lấy cái gì ra thì để gọn lại cái đấy. Em cũng bảo chồng em là em chỉ bảo mỗi một câu đấy thôi, mà từ sau đó đến bây giờ chục năm rồi chồng em không nhắc lại chuyện đấy nữa. Không nhắc lại luôn dạ. Nhưng mà tức là tụi em ngoài cái việc đó ra thì có cái việc gì mà để cho tụi em cãi nhau không? Không. Không cãi nhau luôn? Ít lắm ạ. Thế á, rồi cái lần cãi nhau mà gọi là nặng nề nhất á, là làm tới cái việc gì? Ví dụ như nặng nề nhất á, thì như là anh này anh tức quá, anh quăng một món đồ ví dụ vậy, hay là em đá thúng đụng nia, hay là nói to kiểu như là mắng nhau á. Nặng nề nhất là cỡ nào? Thế có một lần là em ra ngoài thuê nhà ở luôn. Em ra ngoài thuê nhà ở luôn dạ. Mấy ngày? Em ở một tháng ạ. Rồi lúc đó Hiền sao? Đợt mà vợ chuyển ra ngoài không biết. Đúng rồi ạ. Nghĩa là khi đấy em à, kiểu đợt đấy là kiểu bất đồng quan điểm ấy chị. Thế là em trước đấy là bọn à, bọn em ở với nhà ngoại. Thế là xong là vợ em kiểu chuyển ở nhà ngoại, xong là vợ em kiểu muốn chuyển kinh doanh ra ngoài thành phố đấy. Thì em thì là em kiểu ngại đi lại vì em chuyển ra đấy thì em đi làm sẽ xa ấy. Thế là vợ em tự coi như là kiểu quyết là ra đấy, thế là vợ em sẽ là vợ em đi. Vợ em tự chuyển ra đấy, xong là thuê nhà rồi để làm kinh doanh ở ngoài thành phố. Thế chứ còn em thì sao? Cái lúc đó em có lên xin lỗi vợ hay như thế nào không, hay là ở nhà mình rồi làm cái gì? Cũng không phải là xin lỗi, mà là lúc đầu là em kiểu không đồng ý là đi xa thế thôi. Vì là đi lại thế thì mình đi lại nó cũng mười mấy cây ấy, xong là đêm hôm nữa chẳng hạn thì nó lại vất vả cho cả hai vợ chồng. Thế là không, còn vợ em cứ ra ngoài ở thì là về sau là em cũng kiểu phải theo. Tức là sao em theo vợ em gì đúng không? Phải theo chứ chị. Vậy bây giờ cái công việc kinh doanh của bé là ở ngoài thành phố luôn hay là đã về lại rồi? Không ạ, thì bây giờ hai vợ chồng em cùng ở ngoài luôn rồi. Ở ngoài thành phố, nó là cách cái khu vực chồng em làm khoảng hơn chục cây. Ý là hai bạn này ở với nhau mười mấy năm rồi. Dạ. 12 năm ha, đúng không? 12 năm rồi. Mà eo ơi không cãi nhau này. Rồi eo ơi cãi nhau nhiều nhất là bạn này chỉ có đi ra thuê nhà ở, mà chẳng phải là vì cãi nhau đúng nữa rồi. Mà đi mình ra làm ăn. Rồi xong rồi bạn này đi theo bạn này ra lại rồi. Có như chị nói em nghe nè. Có nghĩa là tụi em hình dung không? Dạ. Cái cuộc sống hôn nhân kiểu như vậy á. Dạ. Thực sự nó cũng không thú vị đâu. Cái đó chị nói thiệt, giống như là cái tô bún suông ấy. Dạ. Có mỗi bún với nước trắng thôi. Chết, không hành, không ngọt, không tiêu, tỏi, ớt thì có mà chết. Lại không ra tô bún em ạ. Đấy, cái cuộc sống hôn nhân vợ chồng đó, nó phải có hỉ nộ ái ố. Có thể là không phải là cãi nhau mà đập nhà đập cửa, nhưng mà nó phải có những cái xung đột. Nó phải có những cái gọi là tranh luận. Không, những cái vẫn có chị ạ. Hỉ nộ ái ố giận hờn, bởi vì sao? Cứ mỗi lần cái việc đó xảy ra xong rồi tụi em sẽ thấy yêu nhau hơn. Hiểu nhau thực hơn. Sự hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn. Chứ còn nó cứ như cái mặt hồ phẳng lặng á, thì thực sự mà nói thì nó cũng phải dành cho những người chẳng hạn như là 60, 70 rồi á. Thực sự có những cặp các cụ nha, 80 tuổi vẫn cãi nhau, vẫn anh em cãi nhau như thế, xong lại hòa, nhưng mà không có nhau là không ăn được, là phải chờ nhau về đã ăn. Đó, thì theo chị nha, tụi em nêm nếm vô xíu đi. Em bớt Hiền đi, tên Hiền, thường cái tên là ngược lại đó em. Rồi tên là, nhưng mà em là Hiền thật. Em tên Hiền, em Hiền thật em ạ. Em hơi giữ tí đi. Bữa nào anh quá, dọn nhà cho tôi. Em giữ đi cho nó ấy, cho nó thay đổi nó ấy, xong nó nhuận nó, rồi tự nhiên nó ô chồng mình hôm nay sao này. Đấy, thú vị lắm em. Lại không quen chị ạ. Đấy, cái không quen á nó mới làm một cái sự mà gọi là sao ta, mới mẻ, trao đổi chất á, nó có những cái ngộ lắm em. Và chị không biết nói sao thôi, để bác sĩ của em nói cho bạn nghe. Đúng đó rồi. Tư vấn cho hai vợ chồng nha, chứ Hiền lành lạc hậu quá là không được em ạ. Bây giờ em cứ phải fantasy lên cho chị nhá. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng nhiều lắm nha. Chúc lại lần nữa đi em. Rồi. Chúc năm sau. Trong năm sau đã. Báo tin. Trong năm nay hoặc năm sau báo tin vui là hai vợ chồng có baby. Dạ. Là quá hạnh phúc rồi nha. Rồi, bây giờ